mình bấm M2 này. Đó, M2 thì cái LB và RT của mình sẽ đè xuống nhá. Bây giờ thì mình FD, mình chỉ cần căn timing D vào xong thôi. Các bạn nhìn nhá. Mình sẽ chỉ sử dụng D này. Map. Chỉ cần như vậy thôi. Phím này và kết hợp phím D để mình sẽ bắn một pha FD. Rất là đơn giản nhá. Ok chưa ạ? Con này thì theo thông số của nó sẽ là polling rate lên tới khoảng 2000 Hz, chơi cả không dây và có dây đều là như vậy nhá. Thì nó có dã man đấy. Ui. Rồi, trong tổng giá đâu đó khoảng trên một củ, anh em hỏi rất là nhiều. Và thực sự thì sau khi mình sở hữu hai chiếc tay cầm của nhà Big One, mình thấy đây là một chiếc tay cầm cực kỳ là tuyệt vời. Và cũng đã có một cái video mình đã làm về đập hộp con tay cầm này rồi. Thì hôm nay sẽ là một video đầy đủ hơn để có thể hướng dẫn dành cho anh em, để có thể so sánh cho anh em, cũng như là tất cả những gì với một chiếc tay cầm trên 1 triệu. Đây là con Big One Blitz 2, một chiếc tay cầm rất là mới. Nó vừa mới được ra mắt cách đây tầm khoảng 1 tháng thôi. Và cái mức giá của nó thực sự đến thời điểm hiện tại, nó cũng là một mức giá rất là tốt dành cho một chiếc tay cầm. Mức giá chỉ khoảng hơn 1 triệu các bạn nhé. Nó đâu đó khoảng 1.3-1.4 triệu tại shop tay cầm mình mua thì phải. Thì anh em nào muốn mua ấy, thì có thể ghé qua shop tay cầm để có thể tham khảo về giá nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào Blitz 2. Hôm trước thì mình đã có một cái video đập hộp hai con tay cầm này rồi. Về khui hộp thì có lẽ là anh em cũng đã xem một cái video mình đập hộp con Blitz 2 này rồi nhá. Thì đây là phiên bản màu xám của nó này. Trên vỏ hộp thì nó cũng có rất là nhiều những thông tin của chiếc tay cầm này này. Con này thì sẽ là công nghệ cần Hall Effect TMR mới của nhà Big One nhá. Chúng ta sẽ có phím cơ quanh tay luôn, có 16 phím cơ, có gyro. Gyro là 1000 Hz các bạn nhá. Có nghĩa là các bạn chuyển động 4 hướng ấy, gyro của nó là 1000 Hz, nên là gyro cực kỳ mượt. Và đây là một trong những cái thông số về gyro gần như là mượt nhất trên một chiếc tay cầm rồi. Chúng ta sẽ có polling rate lên tới 2000 Hz khi mà chơi cả dây và chơi không dây nhé. Một thông số bá đạo kinh khủng luôn các bạn ạ. Nó sẽ hơn cả VW4 Pro và hơn cả Apex thường nhé. Với cái thông số này thì hiện tại chỉ có con Apex 4 Wukong là có số polling rate là ngang ngửa con tay cầm này thôi các bạn nhé. Đây là về polling rate thì con này hiện tại đang là top đầu trên thế giới hiện nay rồi. Mặt sau thì có một vài những cái thông tin của Blitz 2 như kiểu anh em có thể dùng cho Win 10, Win 11, cho Nintendo Switch, cho Android và iOS nhé. Nói chung thì hỗ trợ rất là nhiều nền tảng, các bạn có thể chơi mọi nền tảng anh em đang sử dụng nhé. Có USB 2.4G này. Đó, ở đây một vài những thông tin như kiểu là công nghệ joystick TMR mới này, có 16 phím cơ này, polling rate 2000 Hz này, rồi là 1000 mAh các bạn nhé. Và ở mặt sau thì nó sẽ có 4 phím macro. Đó, nói chung là một vài những thông tin nhanh như vậy thôi. Còn phiên bản màu xanh thì đây sẽ là phiên bản màu xanh của nó các bạn nhé. Màu xanh thì nó sẽ chỉ khác một xíu thôi. Nói chung thì nó cũng rất là giống nhau. Đây, cái mặt trước thì nó cũng gần như vậy và cái ngoại hình nó sẽ khác thôi. Còn ở mặt sau thì con kia thì nó sẽ là TMR joystick. Còn con này thì nó sẽ là High Precision ALPS joystick nhé. Có nghĩa là nó sẽ là công nghệ cần ALPS. Và nó là công nghệ cần mới của ALPS. Đây là con này rất là bền các bạn nhé. Có một vài những cái chiếc tay cầm có ALPS nhưng mà nó có thể bị trôi ấy, như kiểu Series X hay là PS5. Tuy nhiên là trên chiếc tay cầm này thì nó sẽ có công nghệ mới của Big One ấy. Đây là nó rất là bền bỉ các bạn nhé. Nó bền không khác gì Core Effect luôn. Nên là cái việc cái cần của nó bền bỉ thì các bạn cực kỳ là yên tâm với con Blitz 2 màu xanh nhé. Đó là điểm khác nhau các bạn nhé. Ban đầu là mình cứ nghĩ là hai cái phiên bản này nó sẽ giống y hệt nhau về tất cả mọi thứ. Nhưng không các bạn nhé. Hai phiên bản này khác nhau về màu và sẽ khác nhau một chút về cái công nghệ của cần nhé. Thằng này sẽ là Hall Effect TMR và thằng này sẽ là ALPS mới cứng của nhà Big One. Rất bền bỉ, rất chính xác nha. Và khi các bạn đập hộp con Blitz 2 thì cũng rất là giống mình thôi. Đầu tiên sẽ là một sợi dây cáp nhé. Đây là sợi dây cáp dù màu trắng, mình thấy nó cũng rất là chắc chắn. Những cái sợi dây dù kiểu như thế này rất là bền, cũng rất là cao cấp với cái sợi dây cáp của nó này. Cái đó chúng ta sẽ có một cái USB 2.4G. Và anh em nhìn thấy là ở trên cái USB này sẽ ghi chữ là Lialink nhá. Một công nghệ rất là mới. Và điều đó đã khiến cho con Blitz 2 có polling rate lên tới 2000 Hz khi mà các bạn chơi qua không dây nhá. Bá đạo thật. Cái đó thì nó sẽ có lúm chụp để thay thế các bạn nhé. Nói chung thì các cái lúm chụp của con Blitz 2 hoặc là những cái tay cầm của Big One thì đều có thể thay thế rời. Nó rất là giống với những chiếc tay cầm của FireDZ. Thì nó sẽ cho anh em sẽ hai bộ lúm chụp để thay thế nhé. Với chiều cao là khác nhau, một cái tầm trung, một cái tầm cao. Và cái mặc định theo tay ấy, thì nó sẽ là thấp nhất các bạn nhé. Đó, thì các bạn sẽ có 3 lựa chọn để có thể thay thế cái độ cao của joystick trên con Blitz 2. Đó, nó cả D-pad nữa. Nó sẽ còn có thêm một cái D-pad để các bạn thay thế nhé.
Đây sẽ là DPS dạng tròn, còn cái mặc định của nó thì sẽ là cái dấu cộng nhá. Đó, các bạn phải thay thế. Rồi là ở phía dưới thì có một vài những cái tờ thông tin QR của BigBigOne hay là cái tờ sách hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Đó. Anh em mà cần tìm hiểu sâu hơn về chiếc tay cầm này thì nên giữ lại cái sách hướng dẫn sử dụng nhé. BigBigOne Blade 2. Đó. Anh em có thể đọc sâu hơn để tìm hiểu nhiều hơn về em đó nhé. Ở phiên bản màu xanh thì cũng như vậy thôi. Chúng ta vẫn sẽ có một sợi dây cáp dù này. Vẫn có một USB 2.4G liên linh. Mình chưa mở cái này ra luôn nhé. Tiếp đó sẽ là joystick. Joystick thì nó cũng giống hệt với phiên bản màu xám thôi. Phiên bản màu xám thì cũng có 4 cái núm để thay thế, gọi là 2 bộ. Thì bên này cũng thế, chỉ khác nhau về màu các bạn nhé. Thằng kia màu xám thì thằng này sẽ là màu xanh. Ở đây thì cũng có một cái D-pad để thay đổi. D-pad thì màu trắng thì cả hai con sẽ giống y hệt với nhau các bạn nhé. Rồi ở dưới thì cũng sẽ như vậy thôi. Nó cũng đóng hộp rất là đầy đủ. Có một tờ QR về thông tin của tay cầm, cũng như là có một sách hướng dẫn sử dụng nữa. Đó, nói chung thì với những chiếc tay cầm của BigBigOne, khi mà anh em mua ở bên shop tay cầm ấy, thì mình thấy rất là yên tâm. Các bạn sẽ được bảo hành lên tới 12 tháng. Với một chiếc tay cầm cao cấp xịn như thế này thì anh em mua ở những đơn vị uy tín ý, thì nó sẽ rất yên tâm nhé. Rồi, đó là tất cả những gì mà anh em nhận về khi mang con Blade 2 này về căn phòng của mình nhé. Ngoài ra còn có quả bọc cần bên shop tay cầm thường tặng kèm cho anh em nữa luôn cơ. Thì mình cũng chưa bởi vào đây. Khi mà anh em mua bên shop tay cầm thì cũng cực kỳ là yên tâm nhé. Con này sẽ được bảo hành lên tới 12 tháng chính hãng của BigBigOne. Đây là về bảo hành bảo dưỡng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bỏ phụ kiện sang một bên và sẽ đi sâu hơn ở em đó nhé. Đây sẽ là ngoại hình của em đó nhé. Mình sẽ liêm một vòng để anh em có thể ngắm con Blade 2 này. Đây là phiên bản màu xám. Màu xám này mình thấy build cũng rất là đẹp các bạn. Chất build rất là đẹp. Anh em kiểu thích cái sự đơn giản, nhẹ nhàng, không quá màu mè thì mình nghĩ là con Blade 2 màu xám này cũng rất là đẹp các bạn nhé. Đó, ở phía mặt trên này. Mặt trên thì là bumper trigger và ở đây sẽ có phím macro các bạn nhé. Đấy, nó sẽ có macro ở phía trên. Còn một số chiếc tay cầm thì sẽ macro ở phía dưới hết. Mặt sau nhé. Mặt sau của con này thì sẽ có hai cái macro ở đây. Tổng cộng sẽ có 4 phím macro trên này và ở đây. Đó, nó sẽ khác nhé, một vài những chiếc tay cầm khác như kiểu Vader Apex thì nó sẽ có 4 phím như thế này. Con này sẽ hai ở đây và hai ở đây. Đó cũng là một cái hay và cũng là cái sự khác biệt nhé. Có người lại thích bấm kiểu như này cơ. Đó, thì có tùy vào form tay và tùy vào cái sở thích sử dụng tay cầm của bạn nhé. Đây sẽ là mặt sau của nó này. Một cái dải da rất là dài các bạn nhé. Đây là cầm bấm con này rất là sướng các bạn ạ. Cơ. Đó, đây là màu xám nhé. Đi qua ngoại hình thôi. Nó sẽ có một cái gồ ở đây nữa. Thực ra một số những chiếc tay cầm ấy, nó sẽ không có cái G ở đây nữa. Nó sẽ như này, nếu mà cắt đi thì nhìn chiếc tay cầm có vẻ nó sẽ là thanh thoát hơn các bạn ạ. Có thể đối với mình thích kiểu như vậy hơn các bạn nhé. Tuy nhiên thì ở đây nó sẽ cài thêm cho anh em một vài những cái phím để hỗ trợ, để anh em có thể chỉnh nhanh trên con Blade 2. Nên nó sẽ có thêm một cái giải ở đây nữa các bạn nhé. Thực ra thì nó cũng không quá xấu lắm, cũng như là nó cũng không quá vướng. Tuy nhiên nếu như anh em thích gọn thì có thể bỏ cái này đi thì nhìn nó có vẻ thanh thoát hơn và còn đẹp nữa đấy. Đó, màu xám nhá. Còn đây sẽ là màu xanh dương này. Anh em nào kiểu thích mệnh thủy thì cũng tương đối thích cái màu này. Đó, cái giải da màu xanh dương này. Joystick sẽ là màu xanh dương nhá. Logo BigBigOne. Đó. Ở đây lại không có jack cắm tai nghe các bạn. Một số những chiếc tay cầm của BigBigOne thì lại ít có jack cắm tai nghe. Còn con Rainbow 2 Pro thì các bạn sẽ có jack cắm tai nghe nhé. Còn trên Blade 2 thì sẽ không có nhé. Đó, phía mặt trên này. Đó. Vẫn giống thế thôi, chúng ta sẽ có macro ở đây. Bumper và trigger. Bấm sướng đấy nhỉ. Các bạn nghe bấm rất là sướng nhé. Đây mình liêng ngoại hình trước nhé. Đây là mặt sau các bạn nhé. Đó, dải cao su màu xanh. Nó ốp vào đây nên là bấm rất là sướng và cầm rất là ôm tay nhé. Thích thật. Con này cũng là một trong những chất build rất là ngon của BigBigOne. Chúng ta có thể xem vài những cái thông tin nó in đây các bạn nhé. Ok. Đẹp nhỉ. Cả hai chiếc tay cầm này đều đẹp các bạn nhé. Nó tùy vào cái gu màu và cái gu thích của các bạn thôi. Hai chiếc tay cầm này mình thấy cái màu nó phối rất là đẹp. Màu xám và màu xanh. Tiếp đó mình thử cân em Blade 2 này xem cân nặng như thế nào các bạn nhé. Cân luôn cả hai tay nhìn cho nó mát. Rồi đây sẽ là cân nặng của cả hai con Blade 2 chồng lên nhau này. Cân nặng của nó sẽ là 485g. Có nghĩa là anh em chia đôi thì mỗi con nó sẽ nặng tầm khoảng là 242-243g các bạn nhé. Rồi bỏ con này ra. Con này là 241. Con này thì bao nhiêu? Con này thì là 243. Ủa, nó chênh nhau khoảng 2g các bạn nhé.
Nó sẽ chênh nhau tầm khoảng 1-2 gram các bạn nhé. Có thể là có thể cân mình nó cũng hơi điêu một tí, lại chồng lên nhau thì nó lại nặng hơn ạ. Nhưng mà đại loại thì mình thấy là cái con này sẽ nặng hơn tầm khoảng một xíu thôi nhé. 1-2 gram thì chắc là không đáng kể. Tầm tầm cái form của con này sẽ tầm khoảng 242 và 243 gram các bạn nhé. So qua một vài những cái chiếc tay cầm khác đi. Ví dụ là rất là nhiều anh em hỏi so sánh con này với con Vader 4 Pro nhá. Vader 4 Pro sẽ có cân nặng tầm khoảng 266 gram này. Đó, tiếp đó thì sẽ là PS5. PS5 toàn khoảng 277 gram các bạn nhé. Rồi Apex. Apex thì rất là nặng các bạn. Apex nó tầm khoảng hơn 300 gram. Đó. So với những chiếc tay cầm tier 1, những chiếc tay cầm khoảng trên 1 triệu rất là phổ biến như kiểu PS5, Vader hay là Apex, thì cảm giác cầm của các bạn so với những chiếc tay cầm đó thì con này sẽ nhẹ hơn một chút nhé. Nó nhẹ hơn tầm khoảng 20 gram. Đó, tầm 20 gram. Đây là cảm giác cầm con này, nó rất thanh thoát các bạn. Mình cảm giác cầm nó rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Không có gì nặng nề khi cầm một chiếc tay cầm cả. Còn nếu như anh em nào mà tay bé mà kiểu cái cơ tay không quá khỏe nhá, cầm con Apex này đôi khi một thời gian dài sẽ rất là nặng tay. Rất là đầm, rất là chắc đấy. Cầm rất là thích, rất là đã tay. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi nặng nhá. Thì cũng là tùy vào cái form của bạn muốn một chiếc tay cầm của mình là nặng hay nhẹ, thì con này sẽ có cân nặng tầm khoảng 243 gram các bạn nhé. Rồi tiếp đó thì mình sẽ đi vào những cái phím bấm chi tiết của con Blitz 2 này các bạn nhé. À quên, thử mở LED lên xem là như thế nào nhé. Đây mình sẽ cắm Decipher vào đây các bạn nhé. Sau đó thì các bạn sẽ giữ cái logo home thôi. Đó. Thì chúng ta sẽ kết nối được ngay con Blitz 2 này trên PC và laptop nhé. Đây sẽ là cái ngoại hình của các bạn khi kết nối thành công con Blitz 2 này. Thì chúng ta sẽ có cái logo ở chính giữa, nó sẽ sáng lên các bạn nhé. Sẽ có đèn hiển thị ở đây. Và ở hai bên này thì sẽ có hai cái đèn nhẹ nhẹ ở đây nữa các bạn nhé. Đó, đó sẽ là cái màu của con Blitz 2. Nói chung là cũng có chút đèn nét nhỏ nhỏ, nhưng mà cũng không quá sặc sỡ nhé. Cái này thì cũng tùy vào cái sở thích của từng người. Tuy nhiên đối với mình thì mình thấy cái nét này nó rất là ok, rất là đẹp. Nó vừa đủ và nó tinh tế với một chiếc tay cầm. Đó, đó là cái đèn nét nhé. Mình sẽ thử cái con màu xanh này đi xem nào. Thử con màu xanh này khi kết nối xem màu nó như nào nhé. Mình còn chưa bóc cái gì Decipher của con này ra. Đó, kết nối cả hai con nhé. Đó, con này. À, kết nối thì nó cũng giống như vậy các bạn nhé. Khi mà kết nối con màu xanh này thì các bạn thấy là đèn nó cũng y hệt so với con màu xám luôn. Có giải nét nhỏ ở đây, nhỏ ở đây, và cái logo nó sẽ sáng lên nhé. Rồi ok, thế thôi bây giờ chúng ta sẽ đi vào đi. Cái ngoại hình thì anh em có thể nhìn thấy rồi. Ở đây thì nó có một vài những cái họa tiết trên con Blitz 2 nữa, nó chứ không phải là trắng xám nhé. 2000Hz này. Đó, logo và có một vài những cái biểu tượng cũng rất là giống với cái logo của Big One nữa. Đây, trên con màu sáng các bạn nhé. Ngoại hình này thì đối với cá nhân mình đánh giá đây cũng là một ngoại hình đẹp với một chiếc tay cầm các bạn ạ. Bây giờ đến với cảm giác bấm các bạn nhé. Cảm giác bấm nhé, đầu tiên sẽ là cụm XIPA. Với hãng thì nó sẽ giới thiệu anh em thì đây là một chiếc tay cầm với full phím cơ. Thì các bạn sẽ nghe nhé. Đây, đây sẽ là cơ này. Anh em nghe nhé. Bấm cơ nó sướng đấy nhỉ. XIPA. Bấm cơ rất đã nhé. XIPA. Con này chắc là build cũng giống y hệt con này thôi. XIPA. Nhìn mê nhỉ. Phím cơ bấm rất là sướng, rất là đã các bạn nhé. DPS này. Đó, DPS của nó này. Đây, DPS này. Nghe đã nhỉ, nghe sang nhỉ. Chiếc tay cầm mà bấm nghe rất là sang các bạn nhé. Đây sẽ là bumper của nó các bạn nhé. Bumper thì cũng đều là full cơ luôn. Nên anh em nghe cái tiếng squeak nó kêu sướng không? Đó. Anh em nghe nhé. Ok chưa? Tiếp này, trigger này. Nhìn đã nhỉ. Rất là ít khi chúng ta thấy được một chiếc tay cầm mà nó build nhiều cơ đến như thế này. Đó. Kể cả cái Marco đây nó cũng là cơ các bạn nhé. Đó. Cũng Marco luôn này. Nhìn mê không? Dã man thật. Thậm chí là cái nút nhỏ nhỏ này nó cũng có nhanh nhé. Những cái nút bé bé này. Đó. Thì nó cũng cơ luôn cho anh em. Nhìn đã nhỉ. Và mặt sau nhé. Mặt sau thì cái Marco của nó này. Cũng bấm rất nghiêm minh nhá. Mình cảm thấy rất là thích khi mà mình bấm con tay cầm này. Cảm giác rất là đã luôn các bạn. Đó, cơ nhá. Mình sẽ nghe qua cho anh em về cái phím cơ so với một chiếc tay cầm của nhà FireDZ và cả Apex luôn nhé. Đó, đây là những chiếc tay cầm của phím cơ. Còn với con PS5 thì là phím cao su rồi. Với PS5 anh em nghe cao su thì nó sẽ nghe nó rất là êm, nó chả nghe được cái gì cả. Còn PS5 này các bạn nào mà chơi trong cái
thời gian đêm mà sợ vợ ganh ấy, thì nó rất là êm, sợ mẹ ganh nữa thì rất là êm nhé. Gần như bấm không phát ra cái gì cả. Mình bấm liên tiếp thì các bạn nghe nó rất là bé nhé. Trừ khi các bạn bấm to, kiểu bấm to kiểu cố bấm ra phát ra tiếng ấy, thì là mới kêu nhé. Còn đâu thì cái âm thanh của nó rất là êm luôn. Đây, nghe lại con Breathe 2 nhé. Nghe sướng nhá. Bấm rất êm các bạn, rất êm và sướng này. Rồi, tiếp đó thì là Vader của bạn nhé. Vader này. Cơ của Vader thì mình cũng đánh giá là cái cơ rất là đẳng cấp rồi. Bấm rất là sướng này. Rồi. Còn đây là của Apex nhé. Đây là Apex bản thường này. Bấm cũng rất là sướng các bạn. Nó rất là đanh và cảm giác cái phím nó bấm rất là sang nhé. Nó cứng cáp. Cảm giác nó có cái độ cứng cáp của nó. Đây, còn Apex 4 vu công nữa các bạn này. Đó. Anh em phải nghe nhé. Thì trên con tay cầm này thì nó không chỉ có cơ ở cái cụm XIBA đâu, mà nó sẽ có full cơ. Đó là một cái điều mà rất là khác biệt của con tay cầm này so với những cái chiếc tay cầm kia các bạn nhé. Thì với Vader các bạn sẽ nghe cái âm thanh cơ ở trên XIBA này rất là sướng rồi. Tuy nhiên thì khi mà các bạn muốn cơ thích một kiểu cơ quanh tay thì đây là một cái thiết kế gần như là chưa từng có một chiếc tay cầm nào có cả. XIBA cơ và tất cả các phím còn lại đều cơ nhé. Bấm rất là sướng. Nó sẽ giúp cho anh em khi mà chơi game cảm giác nó gaming hơn. Nhưng bù lại thì nó sẽ có âm thanh nó sẽ to hơn các bạn nhé. Đó. Anh em nghe này. Bấm sướng thật. Vị trí nào mình thấy bấm cũng rất là sướng con này nhé. Kể cả bumper cũng rất là ok. Rồi. Tiếp đó sẽ là một cái điều mà có lẽ là anh em sẽ rất là lưu ý với chiếc con tay cầm này. Đây sẽ là điểm rất là khác khi mà anh em cân nhắc con này với một vài những chiếc tay cầm khác nhé. Nó sẽ là đặc biệt ở cái cụm trigger của nó này. Cái trigger này của nó sẽ là trigger lock các bạn nhé. Có nghĩa là các bạn bấm một phát là cái cò từ 0 lên 1 luôn nhé. Nó sẽ hợp với những cái tựa game như kiểu FPS bắn súng, hay là có thể là FC Online thì các bạn cũng có thể dùng được cái trigger kiểu như thế này. Còn với con Vector 4 Pro ấy, thì nó sẽ đa năng hơn một chút. Nó cũng có thể khóa lock lại. Đó. Vẫn có thể khóa lock lại cái hành trình từ 0 đến 1. Tuy nhiên thì nó vẫn có thể mở lock ra để cái hành trình các bạn bấm sẽ nhẹ nhàng. Đó, sẽ nhẹ nhàng. Nó đi nhẹ nhẹ từ 0 đến 1. Tí nữa mình sẽ test cho các bạn nhé. Đó, thì đó sẽ là cái điểm khác biệt rất là lớn của Vader 4 Pro so với con Breathe 2. Nên là cái sự đa năng, nên là cái sự đa dạng để con Vader 4 Pro nó sẽ chơi được nhiều những tựa game hơn. Thì Vader 4 Pro sẽ đa năng hơn các bạn nhé. Con này thì những cái game như kiểu anh em mình đua xe cần cái trigger nhẹ hay là nặng ấy, thì Vader 4 Pro sẽ làm được nhé. Còn con này thì nó sẽ là cơ và cái trigger nó sẽ là lock luôn rồi. Nên là nó sẽ bấm chỉ từ 0 đến 1 thôi nhé. Nó sẽ không có công tắc để chỉnh giữa hai chế độ giống Vader 4 Pro các bạn nhé. Nên là các bạn chỉ chơi được một chế độ như thế này thôi. Đó cũng là cái điều mà các bạn sẽ cân nhắc khi các bạn chơi con Breathe 2 nhé. Đó. Ok. Còn về joystick thì anh em nhìn qua về joystick của nó các bạn nhé. Cái đúng chụp của nó khi mà tiếp xúc xoay cũng rất là sướng, rất là mềm các bạn ạ. Độ xoay này nhìn cực kỳ mượt luôn các bạn nhé. Xoay rất là mượt mà. Nó sẽ có vòng bảo vệ, vòng chống ma sát. Và ở cái thân của joystick thì luôn luôn là bọc kim loại rồi. Với những cái chiếc tay cầm như thế này, cao cấp như thế này thì nó sẽ có đầy đủ hết các bạn nhé. Đó, màu xanh cũng là như vậy nhé. Cái núm chụp này sẽ là cái núm chụp với cái độ cao thấp nhất. Các bạn có thể thay đổi được nhé. Đó, chúng ta có thể thay đổi, chỉ cần tháo ra để thay thôi, nó rất là tiện. Nên là sau này mà cái này nó bị bong chóc gì các bạn có thể thay một cách rất là tiện. Đó, sau các bạn cắm vào đó. Đó, nó sẽ tùy biến rất là hay. Và nó cũng đỡ mất công các bạn phải tháo tung cái tay cầm ra để có thể thay được cái núm chụp nhé. Còn con này thì rất là đa dạng. Các bạn không thích ngắn quá thì các bạn có thể để ở cái mức tầm trung này. Cái mức này thì mình thấy cũng khá là vừa vặn. Đó, ok. Đó, anh em chỉ cần bấm xuống phát thôi là chúng ta đã đổi từ cái cần ban đầu nó sẽ thấp nhất sang cái cần nó ở mức trung trung như thế này các bạn nhé. Thì về cái cảm giác ban đầu, cái phiên bản màu xanh này thì bản chất của nó sẽ là joystick ALPS, công nghệ mới của nó các bạn nhé. Nên là cái cần vật lý thì cái độ chính xác của nó rất là cao. Và cái việc là nó áp dụng thêm một cái công nghệ mới nên là cái độ bền của cái cần ALPS trên cái phiên bản màu xanh này thì cực kỳ là khủng khiếp luôn đấy. Nên là nó sẽ rất là bền. Như kiểu con Rainbow 2 Pro con này thì cũng là cần ALPS. Tuy nhiên thì nó cực kỳ là bền các bạn nhé. Đây là cái độ chính xác nó vừa có và cái độ bền thì nó lại vừa cao với những con tay cầm của Big Big One. Còn trên con màu xám thì nó sẽ là cần Hone Effect.
Đó, cần hood effect thì nó cũng rất nổi tiếng rồi. Những cái chiếc tay cầm như kiểu Vader Apex thì đều là cần hood effect các bạn nhé. Nên là một số thời gian nếu như mà nó có bị lệch, có bị trôi thì các bạn cũng có thể là cân lại cần được nhé. Con này thì tí nữa có app thì mình hướng dẫn cho anh em luôn. Nó sẽ cân ở trên app luôn, rất là đơn giản. Đó, nó sẽ có sự khác biệt nhau như vậy thôi. Nhưng mình xoay joystick của cả hai thì cảm giác cả hai đều rất mượt các bạn nhé. Rất là sướng. Về rất là sướng với hai cái cần của con Blade 2 này. Cả hai tay bản ALPS hay là bản Hold Effect TMR thì đều ok nhé. Về kết nối thì con Blade 2 này cực kỳ đơn giản nhé. Vừa rồi thì mình đã cắm con Decipher. Mình cắm Decipher vào cái cổng USB trên PC và laptop của mình ấy. Thì mình chỉ cần nháy phím Home thôi là tay cầm đã kết nối không dây một cách thành công rồi. Đó là về khi anh em chơi không dây thì nó cực kỳ là đơn giản và rất là mượt nhé. Ngoài ra cách thứ hai thì các bạn sẽ sử dụng dây cáp này. Một đầu anh em sẽ cắm vào tay cầm này, đó cái cổng Type-C, và một đầu anh em cắm vào cổng USB nhé. Thì nó sẽ kết nối được ngay. Ở đây thì mình đang cắm một con dây cáp Type-C rồi. Con này thì mình đang dùng cho con tay cầm PS5. Thì đó, mình sẽ cắm vào đây các bạn nhé. Khi mà cắm vào thì mình rút Decipher ra thì con tay cầm của chúng ta cũng đã kết nối được luôn nhé. Đó. Tùy vào cái nhu cầu của anh em thích chơi có dây cũng được, mà chơi không dây thì cũng rất là ok nhé. Cắm là dùng được ngay, rất là tiện, không phải cài bất kỳ một cái điều gì cả. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển cảnh để kết nối với PC nha. Rồi mình đã kết nối thành công con Blade 2 này. Mình đang chơi bằng không dây các bạn nhé. Tí nữa thì mình có thể chuyển sang có dây. Tuy nhiên thì chơi con này anh em có chơi không dây cho nó mượt cũng được và đỡ vướng dây dợ nhá. Thì đầu tiên khi mà các bạn chơi sang Epson Line thì đầu tiên các bạn đang ở chế độ bàn phím thì có thể khi mà tay nhận rồi thì các bạn vẫn chưa có thể bấm vào game được các bạn nhé. Thì các bạn hãy phải chuyển cho mình nhé, cài đặt từ chế độ điều khiển từ bàn phím sang chế độ tay cầm nhé. Sau đó anh em xác nhận lại là ok. Đó, anh em có thể nhìn thấy này. Khi đó thì anh em có thể về bất kỳ skill nào anh em có thể dùng nhé. Mượt thế nhỉ, phải về rất là mượt nhé. Chơi không dây mượt điên luôn ý. Con này thì theo thông số của nó sẽ là polling rate lên tới khoảng 2000 Hz. Chơi cả không dây và có dây đều là như vậy nhá. Thì nó có dã man đấy. Wow, cái gì vậy? Quả FD như vậy mà thủ môn nó không bắt được á? Thủ môn chờ ấy nhỉ. Đó. Anh em làm loạt skill nhá. Mượt thế nhỉ. Thế không dây con này rất là mượt anh ạ. Ok. Rồi, mình test qua một chút về game thôi nhá. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ đến với trang test nút xem nào. Về này. Ui, Messi kìa. Messi mùa Ballon d'Or anh ạ. Mùa này Messi mà nó FD bằng chân trái chân phải thì đều là mượt điên luôn ý. Chân phải mượt mà chân trái Messi cũng rất là mượt nhá. Cả hai chân luôn. Tiếp đó thì mình sẽ vào GamePad Tester để mình có thể test nút các bạn nhá. Ở đây thì mình kết nối cả hai tay nên là sẽ có thông tin của cả hai tay luôn các bạn nhá. Rồi. Đây sẽ là tay 1 này, anh em bấm nhá. Thực ra thì trước khi vào game các bạn cũng có thể vào trang này các bạn test trước nhá. Khi mà các bạn thấy GamePad Tester ấy, nó báo là một con tay cầm Xbox controller này, Xbox 360 controller for Xbox thì chắc chắn là tay cầm của bạn đã nhận nhá. Đó, anh em bấm từng phím một này. Đó, chúng ta sẽ bấm nhá. Bumper này. Đó, mình bấm bumper của nó này. Nhìn mượt chưa? Ok, đây là trigger nhá. Thì cái điều mà mình muốn nói với anh em là cái trigger này nó sẽ rất là khác so với những chiếc tay cầm khác. Có nghĩa là cái trigger của nó ấy, thì nó sẽ trigger được một hành trình thôi. Có nghĩa các bạn bấm này, bấm phát là từ 0 đến 1 luôn các bạn nhé. Nó sẽ khác với một chiếc tay cầm khác. Những cái chiếc tay cầm mà có cần kiểu hôn ấy, thì nó sẽ bấm là từ 0 đến 1, nó sẽ đi một cái hành trình rất là dài. Tuy nhiên thì với con Blade 2 này ấy, các bạn bấm vào là lên 1 luôn mà nó không chỉnh được nhé. Đây là cái đặc thù của con tay cầm này và nó sẽ là trigger lock từ 0 đến 1 luôn, rất là hợp với một vài những cái tựa game như kiểu bắn súng hay là FC Online thì vẫn chơi được cái trigger lock kiểu như thế này các bạn nhá. Đó là cái đặc thù của con Blade 2. Các cái phím cơ, các phím khác thì bấm rất là ngon, bấm rất là mê, rất là mượt các bạn nhá. DPS thì cái dạng này thì rất là chuẩn. Con DPS này mà nó cảm giác nó dài hơn một tí nữa thì mình thấy thích hơn. Cái này thì nó vẫn bấm ok nhé, các bạn bấm rất ok. Thậm chí các bạn kể cả điều hướng, nếu các bạn cần chơi những cái game mà cần điều hướng bằng cái DPS này thì vẫn rất là đẹp, rất là mượt, rất chính xác. Nói chung cái tầm cao cấp như thế này rồi, những cái DPS này thì nó rất là cơ bản, không có gì khó cả. Đó, joystick các bạn nhé. Đây là cái joystick trên cái chiếc tay cầm màu xanh nhá. Về mượt nhỉ các bạn nhỉ. Về rất là mượt các bạn nhé. Anh em muốn về điểm nào thì nó rất là chuẩn luôn.
thích nhỉ. Cái cần này nhìn rất chính xác nhé. Test Kukonori của bạn này. Con màu xanh khi mà anh em test Kukonori nó sẽ tầm khoảng 2,8% các bạn nhé. Rất là chuẩn. Các bạn muốn gì đâu thì nó đều chuẩn đét luôn. Đây là cần phải này. Cũng khoảng 2,8% các bạn nhé. Mê nhỉ, nhìn mượt nhỉ. Ok nhá. Bây giờ test sang con màu xám đi. Con màu xám thì nó cũng như vậy thôi. Đi xét lại một chút nhá. Màu xám này. Anh em test bumper này. Nghe sướng tai nhỉ. Bumper nó nghe sướng thật đấy. Trigger này. Trigger thì các bạn vẫn sẽ bấm là từ 0 đến 1 nhá. Bấm phát là lên 1 luôn. Đó. IBA này. Đó. Joystick nhá. Đây là joystick của Hone Effect các bạn nha. Không ngờ hãng nó build đa năng như vậy. Có người thích cần ALPS thì có ALPS. Anh em nào thích Hone Effect thì có Hone Effect luôn. Một chiếc tay cầm mà trang bị hai loại cần. Công nghệ đỉnh thật. Mượt thật đấy, nói chung là mình xoay thôi mình đã thấy nó mượt rồi anh ạ. Test nhá. Con này thì nó cũng điều chỉnh là cái Kukonori này ở đây sẽ là 2,8 nhá. Tỷ lệ lỗi này ở đây nhá. Nói chung cái thông số này không quá quan trọng các bạn. 2,8 hay là 10 hay mười mấy phần trăm thì nó cũng không có ý nghĩa gì các bạn nhé. Nó vẫn rất là ok. Quan trọng là anh em về nó chính xác. Nó không bị điểm chết. Và nó không bị loạn ở chỗ nào. Là ok. Rồi đẹp các bạn nhé. Chúng ta đã đến phần test này rồi. Bây giờ mình sẽ test qua về polling rate đi. Polling rate của con tay cầm này. Thì đây. Chúng ta sẽ có polling rate nhé. Đầu tiên là trên con tay cầm này trước đi. Màu xám nhé. Ủa nhìn cái tốc độ polling rate nó nhìn dã man chưa kìa. Wow, anh em có thể nhìn thấy cái thông số chưa ạ? Cái thông số polling rate đầu tiên mình xoay trên con tay cầm này rất dã man nha. Chúng ta sẽ có một cái polling rate lên tới 1897. Jitter 0,02 mini giây. Dã man thật sự luôn mà không có một tí outrider nào khi mà các bạn chơi hẳn không dây nhá. Quá bá đạo đấy ạ, thực sự đấy là một thông số cực kỳ bá đạo dành cho một chiếc tay cầm gần 2000 Hz con màu xanh nhá. Nói chung cái chip của cả hai con thì mình nghĩ là giống nhau thôi. Con màu xanh hay là con màu xám thì cái chip xử lý nó cũng y hệt như nhau. Nó nhận con màu, nó chỉ nhận con màu xám trước thôi nhỉ. Thôi mình test lại con màu xám nhá. Tại vì là có hai tay nó sẽ bị trùng các bạn. Nó sẽ chỉ nhận một cái. Đó. Lần này thì tầm khoảng gần 2000, 1913. Kinh thật đấy. Jitter 0.01. Không có một outrider nào liền. Dã man chưa? Nói thật thì đây là một trong những chiếc tay cầm có tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh nhất thế giới hiện nay các bạn nhé. Thực ra thì khi mà các bạn chơi con FC Online thì cái polling rate 2000 này thì nó là quá thừa anh em ạ. Một chiếc tay cầm thì nó cũng không cần đến cái mức polling rate là đến 2000 khi các bạn chơi FC Online đâu. Nhưng mà thôi thì càng cao thì cũng có thể càng tốt. Ngoài ra tí nữa anh em phải điều chỉnh lại nhé. Các bạn nếu như mà thấy nó cao quá ấy, máy của các bạn nó loát nhiều quá. Vì 2000 Hz có nghĩa là cái truyền tải dữ liệu trong một giây nó là 2000 lần cơ. Nó truyền tải rất nhiều. Nên là một vài anh em mà không muốn nó truyền tải nhiều có thể giảm xuống nhé. Đặc biệt chiếc FC Online này thì anh em chỉ tầm khoảng 250-500 là ok lắm rồi. Không cần thiết phải là quái đâu. Được chưa ạ? Tiếp đó thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em vọc vạch cũng như là macro các tính năng trên chiếc tay cầm này các bạn nhé. Rồi. Để mà chơi những chiếc tay cầm của BigBigOne thì chắc chắn là anh em sẽ phải sử dụng cái app này các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với cái app của BigBigOne. Thì các bạn nào cần cái app này thì mình sẽ gửi cho các bạn cái link để các bạn tải nhé. Hoặc là anh em nào mua bên shop tay cầm ấy, thì cứ ghé qua bên shop tay cầm và gửi cho tôi cái link. Hoặc là các bạn nên Google các bạn gõ là BigBigOne app PC. Đó, thế thôi. Đó, chúng ta sẽ kết nối nhé. Chưa vào thì nó cũng đã hiểu là mình đang kết nối con Blitz 2 trên con PC của mình rồi. Các bạn sẽ start setting này. Đó, đây là cái giao diện của app của nó nhé. Để mà một chiếc tay cầm có app trên PC thì hiện tại không phải là nhiều những chiếc tay cầm có các bạn nhé. Không phải nhiều hãng có đâu. Ở đây thì mình thấy hai cái hãng mà có cái app nó xịn nhất là BigBigOne và FireDZ. Nó rất là chăm chút cho anh em về cái mảng app ổn của bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đến với cái app của nó này. Khi các bạn start setting nhé. Thì đầu tiên các bạn muốn macro thì các bạn sẽ vào cái mục này nhé. Mục tròn tròn này là chúng ta sẽ macro. Ở đây thì mình sẽ xóa đi nhé. Đó, mình sẽ xóa hết đi. Ok chưa ạ? Mình sẽ xóa đi này. Thì khi mà các bạn muốn macro ấy thì các bạn sẽ thêm ở đây các bạn nhé. Ví dụ nhá, mình sẽ macro này. Đầu tiên là thêm này.
Ở đây sẽ chọn cho các bạn nhé, từ M1 đến M4 các bạn muốn macro cái phím nào các bạn mark. Thì theo mình form tay quen ấy, thì mình sẽ mark cái phím bên phải này. Cái bên phải này là phím M2 trên con bullet 2 đó, mình sẽ mark con này, thường là mình sẽ mark FD bằng con này. Mình sẽ chọn M2 trước nhá. Đó, sau đó các bạn bấm vào dấu này nhá. Đó, bấm dấu này đến hành trình nó ghi này, viết này. Đó, ví dụ các bạn bấm đi. XIBA này. Hai cái này này. Joystick này, D-pad này. Ví dụ thế thôi nhá, mình đang ví dụ thôi. Đó, sau đó chúng ta sẽ lưu lại nhá. Đấy, M2 thì mình gọi lưu M2 đi. Gọi mình ghi là M2 thôi nhá. Đó. Sau đó các bạn có công tắc này, có thể bật tắt nó đi nhá. Đó. Các bạn không dùng thì có thể tắt đi, sau đó dùng thì mở lên được, đỡ phải cài lại nhá. Nó cũng tương đối là thông minh. Ngoài ra thì anh em lưu ý cho mình cái chỗ này nhá. Ở chỗ này nó sẽ có một vài những cái điểm này. Nó sẽ có tab này, sẽ có long space này, sẽ có là tab to cycle. Nếu như anh em muốn một cái hành trình của nó ấy, thì như mình vừa rồi một cái hành trình dài thì các bạn sẽ chọn tab to cycle nhá. Đó, sau các bạn lưu lại nhá. Đó, sau ở đây mình test này. Mình bấm một con M2 nhá. Đó. Nó sẽ đi cho mình cái hành trình. Đó, như vừa rồi mình bấm như thế nào thì nó sẽ làm lại y hệt cái hành trình mình đang bấm nhá. Đó, ok chưa ạ? Đó, D-pad các thứ nó bấm linh tinh luôn. Được chưa? Bây giờ mình sẽ macro FD đi. Macro FD thì cũng tùy người, có nhiều người muốn gán cả D vào FD. Tuy nhiên thì đối với mình nhá, khi mà bạn macro FD thì các bạn nên macro đừng gán cả cái phím ấy vào. Các bạn chỉ cần gán thế này thôi. Chỉ cần gán cái phím LB và RT ấy. Có nghĩa là phím đổi người và phím xúc xoáy thôi. Đó, mình sẽ thường sẽ làm như vậy nhá. Đó, mình sẽ giữ hành trình như này. Đó, ok nhá. Một phát này là xong thôi. Sau đó thì nó có hiển thị cho các bạn rất là dài những cái phím như thế này. Thì mình có thể tùy chỉnh nhá. Cái app này rất là thông minh. Đôi khi mà mình map nhầm thì mình vẫn có thể tùy chỉnh được. Mình nhìn đây nhá. Bỏ hết đi này. Đó, bỏ hết cái này đi nhá. Đó, mình chỉ giữ LB và RT thôi. Cái này thì các bạn muốn bao nhiêu mili giây thì đều được nhá. Có thể tùy chỉnh tầm 3 giây cũng được. 3 giây là 3000 mili giây đấy. Đó, xong bạn new lại nhá. Sau đó thì anh em sẽ vào tester này. Đó anh em này, mình bấm M2 này. Đó, M2 thì cái LB và RT của mình sẽ đè xuống nhá. Bây giờ thì mình FD, mình chỉ cần căn timing D vào xong thôi. Đó, đây các bạn nhìn nhá. Mình sẽ chỉ sử dụng D này. Map. Chỉ cần như vậy thôi. Phím này và kết hợp phím D để mình sẽ bắn một pha FD. Rất là đơn giản nhá. Ok chưa ạ? Cái này thì mình nghĩ là anh em làm quen một thời gian là anh em sẽ làm được thôi. Mình nghĩ là anh em khi mà gán FD thì cũng không nên cần macro cả phím D vào làm gì cả. Các bạn nên có một cái cảm giác FD bằng lực của chính mình, để sau này mình đổi sang tay cầm khác hay là mình không có FD nữa thì mình sẽ tiện hơn nhé. Mình map thêm gọi LBRT như thế là quá nhiều. Ngoài ra ở đây chúng ta có tới 4 phím macro cơ, M1 cho tới M4 thì anh em có thể macro thêm nhé. Ví dụ là M3, M4 ở phía trên này thì mình cũng có thể sáng tạo thêm để anh em có thể macro nhé. Ở phía trên có M4 đi. Đó, ví dụ M4 nhá. Anh em có thể bấy biệt vị chẳng hạn nhá. Thực sự anh em bấy biệt vị. Đó, hoặc áp lực lớn nhá. Đó, các bạn lưu vào. Được chưa ạ? Lưu lại nhá. Hoặc quên dừng lại đã. Sau đó các bạn lưu. Các bạn chỉ cần tap nhá. Tap bằng hành trình của nó theo cái mini giây. Sau đó các bạn lưu bấy biệt vị chẳng hạn nhá. Đó. Sau đó các bạn bật lên. Ok. Đó, các bạn vào đây test thử. Đó. Anh em test thử M4 nhá. Đó. Hai cái D-pad này. Thì hôm tới chắc là mình sẽ làm cho anh em một cái video tổng hợp những cái skill hay là những cái gì đó mà anh em nên macro trong con FC Online này nhé. Thực ra cái macro là cái LBRT này mình đánh giá là cái macro thông minh nhất ở đây rồi. Đó. Nó hữu dụng nhất nhé. Ngoài ra thì có thể sáng tạo thêm được nữa, nhưng mà mình thấy cái này là cái ok nhất. Khi mà rất là nhiều những cái skill mà các bạn dùng qua hai cái phím này thì các bạn có thể giữ hai phím này luôn cùng một lúc, nó không bị nhầm, rất là tiện với cái macro kiểu như thế này. Rồi tiếp đó thì ở trên cái mục macro nó sẽ có mục common setting. Ở đây thì có rất là nhiều thứ để anh em để setting trên con tay cầm này nhé. Có motion, có nghĩa là cảm biến anh em thể giả lập trên cần trái hay cần phải luôn này. Đó, có thể điều chỉnh vào đây nhé. Tiếp đó là stick. Cái joystick thì các bạn có điều chỉnh cực kỳ sâu luôn các bạn, dã man luôn.
có thể điều chỉnh được cái dead zone ở cái tâm của nó các bạn nhé. Rồi là joystick cycle này, cái hình dạng các bạn thích nó vuông tròn thì với cái app rất là sâu của Baby One như thế này thì các bạn có điều chỉnh cực kỳ sâu nhá. Đó, có thể điều chỉnh được cả e-stick các thứ này, nói chung rất là sâu, đôi khi mình còn chưa vào đây để mình chỉnh lắm nhá. Còn nếu như anh em muốn thích bình thường thì anh em sẽ để mặc định nhá. Thì mặc định cơ chế bình thường của nó thì cũng rất là ok rồi, thì mình nghĩ anh em có thể được mặc định cũng được. Đó, joystick bên trái hoặc là joystick bên phải các bạn có thể điều chỉnh được nhá. Còn nếu như anh em muốn thích cái joystick nó kiểu dạng như thế nào thì có thể điều chỉnh rất sâu ở đây các bạn nhá. Đó, nó có mô phỏng cho các bạn luôn ở đây này. Đó, rất thông minh nhá, rất là ít hãng có thể có một cái app để có thể điều chỉnh sâu như con tay cầm này. Đó, cái đó thì chúng ta có cái gì đã, có cây map. Cái cây map này có nghĩa là anh em sẽ có thể điều chỉnh, ví dụ như các bạn muốn cái phím X này thành phím A hay là phím A thành phím X thì có thể điều chỉnh được các bạn nhé. Ví dụ đây đang là A thì em map thành cái gì đó thì cũng đều được, thì đổi lại. Đó, anh em muốn map thành phím X thì cũng có thể map được nhé, và có thể đổi sang cả bàn phím nữa. Đấy là cái rất là hay các bạn phải map. Hoặc những cái phím như kiểu này, những cái phím ở phía dưới bốn cái phím này, đôi khi các bạn nếu như không muốn dùng nhá thì các bạn có thể map những cái phím này thành những cái phím khác. Đó, thì cái này tùy vào các bạn nhá, có thể mình sáng tạo mà nó có đổi được cả phím và cả nó đổi được cả bằng bàn phím cơ, có thể bằng tay cầm mà có thể đổi bằng bàn phím nhá, nó rất là thông minh. Đó là cái về cái map của nó nhá. Và cái shark này của nó này là cái cơ chế của nó rung nhá, thì các bạn cũng có thể điều chỉnh là từ 0 lên 255 hay là 0 hay là thấp hơn. Đó, có thể điều chỉnh ở đây các bạn nhé, rất là thông minh. Nói chung con tay cầm này điều chỉnh nó sâu thật, các bạn không muốn điều chỉnh sâu thì cũng có thể bỏ qua cũng được nhé, không cần thiết lắm. Đó, setting xong thì đó là cái mục đầu tiên này, macro này. Ở đây nữa, ở đây chúng ta vẫn có cái mục để điều chỉnh nữa. Cái app này tính ra nó có nhiều thế nhở. Ở đây thì cái mục debug này nó sẽ có cái gì đây, collect mode. Ở đây thì nó sẽ có ba cái collect mode, có extreme boot, có Nintendo. Uầy, mình chọn vào Nintendo thì nó đổi sang thành Nintendo luôn các bạn nhé. Nên là đôi khi một vài anh em bảo nhầm cái chế độ ấy, thì các bạn lưu ý chỗ này, cho mình chỗ này nhé. Chỉnh phát Nintendo xong phát là nó đơ luôn đấy. Thì các bạn lúc đấy mà nhầm chế độ ấy, các bạn phải chỉnh lại chuẩn cho chế độ của bên PC nhé. Ở PC này nó sẽ là bấm B cộng với Home các bạn nhé, còn Switch là A cộng Home. Đó, nếu như các bạn nhầm chế độ có phải chuyển lại đấy. Đó, mình chỉ cần bấm ở đây thôi nó đã nhầm chế độ rồi. Đó, sau đó khi mà nhầm chế độ các bạn kết nối lại với app nhé. Đó, đây kết nối lại này. Đây, vừa rồi là mình chọn Xinput. Nếu như các bạn chơi PC laptop thì chọn ở Xinput nhé. Còn click vào Nintendo nó đổi sang Nintendo là nhầm chế độ, lúc đấy các bạn sẽ loạn nút và sai luôn này. Đó, tiếp đó có PS5, nhưng mà mình chưa test con này trên PS5 thì không biết là nó tương thích với PS5 như thế nào, thì chúng ta sẽ test sau về cái tính năng con này trên PS5 ở một video khác nhá. Ở dưới này nó sẽ có Person Setting này, nó sẽ chọn từ 32 cho tới 256. Cái này mình không rõ là nó chọn cái gì nữa anh ạ, thì có thể bỏ qua nhá. Không biết anh em biết là nó chỉnh cái gì nữa ở đây. Cái đó là nó sẽ chỉnh cả polling rate nhá. Ở cái chiếc tay cầm này thì polling rate max của nó là 2000. Tuy nhiên anh em vẫn có thể điều chỉnh nó thấp hơn để nó hợp với cái máy tính của bạn hơn. Ví dụ như máy của anh em yếu quá ấy, thì anh em sẽ chọn nó thấp lên một chút cho nó đỡ lag nhé. Máy khỏe thì cứ chọn mắc cho mình. Đó, tuy nhiên thì một vài game các bạn chỉ tầm khoảng 500 hay 1000 thì nó cũng đã rất là mắc minh rồi. Đó, có thể tùy chỉnh được ở đây nhé. Tiếp đó thì sẽ là calibration, có nghĩa là cái tay cầm của các bạn khi mà sau một thời gian nếu như mà nó có bị loạn ấy thì các bạn có thể cân lại nhé. Các bạn sẽ bấm vào start calibration để có thể cân lại. Trôi cần thì với những chiếc tay cầm có Hall Effect là anh em có thể cân lại được nha. Cái đó sẽ là có thể chuyển đổi. Đó, các bạn có thể chuyển đổi từ joystick sang D-pad nhé. Có rất là nhiều anh em muốn chơi bằng D-pad thì các bạn chỉ cần bấm một phát như thế này thôi là có thể chỉnh từ D-pad sang joystick được rồi. Đó, cái đó đây là sách hướng dẫn này. Sau đó có thể reset lại từ đầu nhé. Ngoài ra ở phía dưới chúng ta sẽ có firmware update, có nghĩa là khi mà tay cầm nó update những cái tính năng mới, những driver mới thì các bạn có thể update ở đây nhé. Đó, ở đây mình thấy là tay cầm có 3 cái update đây này. Đó. Ngoài ra thì có thể có những cái hướng dẫn sử dụng nữa thì các bạn có thể bấm vào đấy nữa nhé. Đấy, nói chung thì khi mà các bạn chơi trên con Blitz 2 thì các bạn có thể mở cái app của nó để có thể tùy chỉnh rất sâu trên chiếc tay cầm này các bạn nhé. Ngoài ra với đó thì chiếc tay cầm này nó còn có cả những cái phím ở phía trên này. Chúng ta sẽ có bốn cái phím này thì các bạn cũng có thể macro trực tiếp mà không cần phải qua app nhé. Tuy nhiên thì nếu như các bạn đã dùng trên PC rồi thì cứ mở app lên và các bạn tùy biến một cách nó sâu nhất và nó đầy đủ nhất trên con Blitz 2 này nha. Rồi tiếp đó thì mình sẽ kết nối một chút con Blitz 2 này trên mobile, bởi vì cũng khá là nhiều anh em muốn chơi game trên điện thoại thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối trên mobile các bạn nhé. Các bạn có thể kết nối trên Android hay là iOS thì đều được nhé. Đầu tiên thì trên iOS thì các bạn sẽ vào cái mục Bluetooth của máy tính của các bạn nhé. Đó, cài đặt chung này, cài đặt Bluetooth này. Đó, các bạn Bluetooth các bạn bật lên nhé. Trên điện thoại thì các bạn sẽ bật lên như thế này.
ok, sau đó các bạn chờ tín hiệu. Sau đó thì trên tay cầm các bạn sẽ giữ cho mình các cái phím sau nhé. Ở phần hông hông này sẽ có một cái phím sóng này. Đó, các bạn giữ cái phím đấy này. Các bạn giữ phím đó, giữ B và giữ home nhé. Đó, giữ đồng thời cùng một nút các bạn nha. Đó, để tay cầm nó sẽ nháy sóng liên tiếp như thế này. Sau đó các bạn sẽ xem là trên điện thoại các bạn đã có chưa. Đó, các bạn có thể nhìn thấy ở đây là con Xbox controller nhé. Các bạn chọn vào đấy cho mình. Đó, sau khi mà anh em thấy cái tín hiệu đèn của nó sáng ổn định ấy, thì tức là đã kết nối thành công trên điện thoại nhé. Sau đó thì anh em sẽ vào một vài những cái game mà anh em hay chơi đi. Đó, nó sẽ kết nối được ngay luôn các bạn nhé. Rồi, nó đã kết nối ngay anh em ạ. Những cái game nó hỗ trợ tay cầm như thế này, anh em vào là anh em chơi được ngay nhé. Đó, mình làm vài đường cơ bản đi. Đó, chọn nhé. Đó, tùy chỉnh rất là nhanh, dùng rất là mượt các bạn ạ. Ok, làm vài vòng cho anh em xem nhé. Cái game này là cái game Zip Tie GP2 mình thường dùng. Ngoài ra thì những cái game nào mà hỗ trợ tay cầm thì anh em đều có thể chơi được nhé. Đó, VIP nha. Là vài đường cơ bản cho anh em này. Nhưng mà con này mà đua xe các bạn sẽ giữ chặt thôi. Rồi, VIP. Vì nó đua phát là lên 1 luôn mà. Vít. Ôi, quanh của mê không? Hay quá nhỉ? Hay quá nhỉ? Đây ơi, sở trường. Sở trường. Lộn một vòng đẹp thế. Hay quá nhỉ? Không phanh kịp ạ. Mày không có đà. Đây rồi. Ôi hụt kìa. Cay thế. Đây rồi, thấy người rồi, thấy người rồi. Thấy người, có lẽ mình không chậm lắm anh em ạ. Đây rồi, đây rồi. Ôi thằng kia phi của nhanh ấy. Ây á. Đây rồi, quả này mình phải bay các bạn nhé, mình phải bay phát nhé. Vãi cả trường. Bay phát gãy người luôn mà. Rồi ok. Rồi mình test nhanh nhanh như vậy thôi. Có nghĩa là cái con này của anh em nhá. Anh em nếu như mà không thích chơi trên PC, không thích chơi trên laptop, mà anh em muốn kết nối trên iOS, Android để có thể chơi game mobile thì nó vẫn rất là ok luôn nha. Ngoài ra thì một vài những cái tính năng của con tay cầm này anh em phải đọc thêm ở sách hướng dẫn sử dụng nhé. Ví dụ như một vài những cái tính năng của nó như kiểu anh em mapping thì vừa rồi mình cũng đã làm cho anh em rồi. Hoặc là turbo này, turbo anh em nào thích turbo thì anh em có thể làm nhé. Rồi là macro position cũng là mục trên máy tính thôi ấy. Thì anh em cũng có thể làm trực tiếp ở trên tay nhé. Trực tiếp trên tay thì các bạn sẽ sử dụng những cái phím macro nhỏ nhỏ này này. Thì các bạn có thể làm luôn nhé, trực tiếp ở trên đấy. Tuy nhiên thì nếu như anh em trên PC rồi thì anh em cứ dùng app mà dùng cho nó tiện nhé. Đó, một vài những cái tùy chỉnh thì anh em muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể tìm hiểu thêm tại cái sách hướng dẫn của nó, của con Blitz 2 này các bạn nhé. Rồi, và đó là một cái hướng dẫn rất là nhanh của mình về con Blitz 2, cũng tương đối là đủ để anh em có thể sử dụng tốt con Blitz 2 này. Nói chung đây là một chiếc tay cầm rất là thân thiện, anh em cắm vào là chơi được ngay thôi. PC, mobile, Nintendo các thứ đều sử dụng rất là mượt mà các bạn nhé. Bộ ngoại hình của con này rất là đẹp, nó sẽ có cái giải da ở đây sẽ khiến cho bạn cầm nắm con này nhìn rất là lịnh tay và rất là sướng các bạn nhé. Cái giải da này như mình chưa nói với anh em, nhưng mà nó thực sự nó sẽ khiến cho bạn cầm nắm con này rất là thoải mái, rất là ôm và rất là sướng tay. Tất cả những cái phím trên con Blitz 2 đều là những cái phím cơ. Nếu như anh em đang muốn một chiếc tay cầm đổi gió từ Vader, mà nếu như chơi những cái tựa game mà có cái trigger mà lock này thì có thể chơi được ấy, thì mình nghĩ đây là một lựa chọn cũng rất hay để anh em có thể cân nhắc nhé. Nhìn Blitz 2 cũng khá là đẹp, mình thích màu xám này hơn các bạn nhé. Còn màu xanh thì cũng tùy vào anh em. Có người thích màu xanh thì các bạn cũng có thể lựa chọn phiên bản màu xanh này của nó các bạn nhé. Frame rate cực kỳ cao, lên tới 2000 Hz. Và đây là cái thông số frame rate thuộc hàng top 1 hiện nay rồi. Có một dải led nhỏ nhỏ và cái logo của nó cũng sáng lên, sẽ khiến cho cái chiếc tay của chúng ta cũng rất là thú vị. Thì một chiếc tay cầm với cái tầm giá hiện tại chỉ khoảng hơn 1 củ thôi, thì mình nghĩ là Blitz 2 cũng là một chiếc tay cầm sáng giá nhất để anh em có thể cân nhắc
để có thể mua về các bạn nhé. Và để trải nghiệm sâu hơn về con Blitz 2 này thì anh em cũng có thể qua trực tiếp địa chỉ của shoptaycầm.com. Cái địa chỉ thì mình sẽ ghim ngay ở cái góc này để anh em có thể tham khảo nhé. Cứ lên Google Maps gõ shop tay cầm và qua shop tay cầm bảo với admin của shop mang đây thôi con Blitz 2 thì anh em có thể cầm nắm và trải nghiệm giống như mình nhé. Đây là một trong những chiếc tay cầm full cơ rất gaming để anh em có thể lựa chọn nhé, mà giá của nó chỉ khoảng hơn 1 đồng thôi, một mức giá rất là tốt dành cho một chiếc tay cầm với rất nhiều cơ và mới mẻ như con Blitz 2, bảo hành dài lên tới 12 tháng. Đó, thì anh em có những câu hỏi gì, có những thắc mắc gì về con Blitz 2 thì có thể để lại comment bên dưới để shop tay cầm có thể lên sóng và hỗ trợ dành cho anh em một cách tốt nhất các bạn nhé. Rồi, mua tay cầm chơi game, anh em ghé ngay shoptaycầm.com nha. Bấm đã thật, cụm XBA này nó to, nó bấm đã điên luôn ý. Nhìn cơ này, kết thúc video thôi mà anh em thấy nó bấm rất là đã, rất là sướng và rất là gaming nhá. Ok, thế thôi anh em nhé, xin chào và hẹn gặp lại.